ở các quận Ninh Kiều, Ôn Môn, Thốt Nốt, Bình Thủy và Cái Răng. Không khí ngày hội tổng quân cũng đã náo nước từ sớm tại ban chỉ huy quân sự các quận. Tại quận Trung tâm Ninh Kiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Giang Hiểu đã đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Năm 2024, quận Ninh Kiều có 235 tân binh lên đường nhập ngũ, đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn, trong đó có 170 tân binh nhập ngũ quân đội, 65 tân binh nhập ngũ công an. Trong số các tân binh có một nữ. Phát biểu động viên các tân binh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ mong muốn các tân binh luôn ghi nhớ phát huy truyền thống của cha ông và lớp thanh niên đi trước đã đóng góp vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, đồng thời luôn chấp hành nghiêm quy định kỷ luật quân đội, kỷ luật công an, ra sức rèn luyện, học tập, công tác, khắc phục khó khăn, xứng đáng với lời căn dặn của bác Hồ Kính Yêu, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, từ đó xây dựng cho mình động lực phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để trở thành người quân nhân cách mạng người chiến sĩ quân đội công an nhân dân ưu tú đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ xứng đáng với tình cảm và lòng mong đợi của quê hương gia đình đồng thời mong muốn các đơn vị nhận quân giáo dục giúp đỡ rèn luyện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng trong sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ôn Môn tổ chức giao 226 thanh niên thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2024. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Quỹ viên Ban thường vụ Thành quỹ, Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hà đã đến động viên cổ vũ các thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của quận Ôn Môn, hăng hái lên đường thực hiện Nghĩa vụ quân sự, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm nay, quận Ung Môn được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 226 công dân nhập ngũ, trong đó khoảng 160 thanh niên phục vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, còn lại làm nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an. Tiến đưa thanh niên quận Thốt Nốt lên đường nhập ngũ có đồng chí Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Năm nay, quận được thành phố giao tuyển chọn và gọi nhập ngũ 240 thanh niên. Trong số thanh niên nhập ngũ có 67 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 28%. 100% thanh niên là đoàn viên tình nguyện đăng ký lên đường bảo vệ tổ quốc. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận cùng các đoàn thể quận cũng tặng một phần quà cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Cùng thời gian này, quận Bình Thủy cũng đã tổ chức lễ giao quân năm 2024, diễn ra trang trọng, chu đáo. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành quỹ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện cũng đã đến động viên 228 thanh niên của địa phương lên đường nhập ngũ, trong đó có hai nữ. Năm nay quận giao cho bộ quốc phòng 163 công dân, bộ công an 65 công dân, nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể quận và các phường trong tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự nên các gia đình và thanh niên đều nhận thức đúng về nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Địa phương cũng đã làm tốt công tác hậu phương quân đội, cất sửa nhà, tặng quà và số tiết kiệm 3 triệu đồng cho mỗi tân binh. Lễ giao nhận quân năm 2024 tại quận Cái Răng cũng diễn ra trang trọng, an toàn đúng quy định. Phát biểu tại buổi lễ, Quỹ viên Ban Thường vụ Thành Quỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển biểu dương tinh thần trách nhiệm hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc của thanh niên quận Cái Răng. Đồng thời mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, ra sức học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội, công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2024, quận Cái Răng có 216 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có một nữ công dân. Các tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, được giao về các đơn vị gồm sư đoàn 375 quân chủng phòng không không quân, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và công an thành phố Cần Thơ.